Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm trong ảnh. Đầu tiên thì mình đây có cái stock stock này của một bạn ở trên Blend and Retouch. Mình xin lỗi, mình quên quên mất chủ của này là ai rồi. Hoàng Dũng thì phải. Lỗi mình vì mình quên. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái bức ảnh nó bị đục và nó cảm giác cái màu nó bị nhợt nhạt, nó không có no màu. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách chúng ta phục hồi lại cái độ nét, độ trong cho màu ha. Thì mình sẽ sử dụng Photoshop CC. Yên tâm là những chức năng mà mình sử dụng ở đây thì sẽ có sẵn từ Photoshop CS3 trở lên, nên các bạn yên tâm ha. Và mình sẽ mở kéo thẻ và mở nó ra. Ok, đây mình có một layer background. Thì việc đầu tiên là Ctrl J để mà nhân đôi nó lên ha. Chức năng duy nhất mà mình sử dụng là exposure, bù sáng. Cái này chắc nhiều bạn sẽ áp dụng nó để mà làm đục ảnh nhiều hơn, bởi vì đây, cái phần offset này nhiều bạn sẽ tăng lên để mà làm đục ảnh. Mà nó làm đục ảnh được thì dĩ nhiên có một điều là nó sẽ làm trong ảnh được, nên mình sẽ tận dụng cái việc đó ha. Thì ví dụ offset đây mình sẽ giảm xuống, các bạn thấy nó sẽ từ từ khôi phục lại chút xíu thôi ha. Và gamma correction để mà nó chữa cái lỗ, cái tia gamma, và nó sẽ làm cho bức ảnh chúng ta nó trong hơn. Ok, mình sẽ để đây là khoảng chừng này đi. Ok, đây các bạn có thể thấy cái bức ảnh chúng ta đã tương đối trong. Tuy nhiên nó lại có một vấn đề là thiếu sáng. Thì sẵn tiện mình lại click đôi vào đây ha. Click đôi vào ảnh thumbnail này. Và có dòng exposure là bù sáng, giống như kiểu chỉnh khẩu ở trong Lightroom á. Ok ha. Mình sẽ kéo lên chút xíu, chỉ chút xíu thôi ha. Ok, 0.28. Xong. Bây giờ các bạn có thể thấy trước và sau khi chúng ta áp dụng cái chức năng exposure để mà làm trong ảnh là cực kỳ ngắn gọn ha. Nhưng ở đây mình cảm thấy nó vẫn hơi tối, cho nên mình sẽ tăng một chút sáng lên. Mình sẽ sử dụng curve đây ha. Cái vùng tối này mình hơi đưa lên xíu để cho khôi phục lại. Cái vùng sáng là chưa đủ sáng lắm, mình sẽ kéo lên chút xíu này trên vùng sáng. Ok, xong. Ở đây là tại sao mình dùng curve và mình kéo theo cái kiểu này. Mặc dù bạn biết là kéo theo kiểu này sẽ làm cho cái vùng tối của chúng ta bị đục trở lại, nhưng mà yên tâm là chỉ những cái vùng shadow tối như thế này. Ở đây nè, mình sẽ tắt bật cho các bạn thấy. Thì nó sẽ làm giảm cái độ tương phản ở đây, bởi vì mình không muốn cái vùng này tương phản quá cao. Chúng ta lại chỉ cái tập trung vào đây mà làm mà là chúng ta bị loãng cái tập trung vào mẫu thì nó không hay. Ok, và đơn giản như vậy đã xong rồi. Các bạn ở đây có thể retouch lại chút xíu, Ctrl Shift Atlas E, và ta sẽ retouch lại chút. Video retouch tương đối giải thích kỹ hơn xíu, các bạn có thể click vào link phía dưới đây để xem ha. Ok, và mình sẽ làm cho nó, làm cho người mẫu mặt thon gọn hơn xíu. Này, chức năng liquify, các bạn có thể click vào dòng link phía dưới để tới video hướng dẫn liquify. Sao?
hay là trước và sau khi chúng ta sử dụng liquify. À, về cơ bản là các thao tác làm trong ảnh như vậy là đã xong. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem, và nếu thích thì các bạn hãy bấm like và subscribe để ủng hộ mình. Xin cảm ơn.